mừng anh em trở lại với kênh của Hoàng Đỗ Thành Đạt ha. Thì đây là cái góc thân quen bữa giờ mình quay cho anh em coi. Thì là ngay chân cầu vượt của tuyến Metro Bến Thành ha. Thì hôm nay mình giới thiệu đến cho anh em một con này á, cái tên đúng của nó đó, nó là Airman AX30U-4. Mà là, nhưng mà anh em nhìn như vậy, nó tên vậy thôi nhưng mà nó là gọi là giống y chang thằng Hitachi ZX30-2 luôn nha anh em. Sử dụng chung bơm, động cơ, máy máy bơm, công tắc là xài chung hết luôn. Rồi. Con này thì nó sẵn có đường búa luôn, thì hôm nay mình có cây búa thì mình lắp vô mình quay đổi mới cho anh em luôn, chứ có cái gầu đào hoài thì nó nhàm, xe nào đào chẳng được đúng không? Thì gắn cây búa vô, thì cái này mình sẽ bổ sung cho anh em cái clip gắn cái gầu sau ha. Thì con này nó có sẵn đường búa nguyên bản nha. Đó, cần của nó là sơn nguyên đét hết luôn. Con này thì là đời 2004. Đời 6. Thôi chút nữa nói đời sau đi. Rồi coi cái cần, quay cần đi đó. Con này thì đẹp cực kỳ luôn. Chân cẳng. Xích con này trang bị xích sắt Nhật nguyên bản nha anh em. Xe này còn rất là ok luôn. Đây mở nắp rồi ra. Thì con này trong đây là nó thùng dầu, ắc quy, nhớt hy lực, bình nước phụ, két nước, két nhớt thì nằm ở đây hết. Rất dễ dàng cho anh em xem máy và bảo dưỡng gì nó dễ. Sửa chữa gì nó cũng dễ. Rồi đây là động cơ. Động cơ thì nó được sử dụng động cơ Yanmar nha anh em. Con này là ZX-2, theo nói theo đời Hitachi dễ dễ ha, thì này là ZX-2. Thì nó sử dụng động cơ Yanmar. Còn ZX-1 thì nó sẽ sử dụng động cơ Isuzu. Đây là đời 2006 nha anh em. Che lại. Đó. 2006. Nó là 3TNV88. Thì là bê tông, nó là 3 xi lanh, động cơ 3 xi lanh, bê tông 88 ly. Dung tích xi lanh là 1.642. Đó, quay kỹ vô cái máy luôn. Máy này là nguyên bản hết anh em. Đời 2006 mà. Đó. Bề ngang. Con này bề ngang của nó là 1m54 nha anh em. Để cho anh em biết cái bề ngang nào luôn, là để mà phù hợp với cái công việc của mình. Nhiều khi đi vô chỗ to chỗ nhỏ gì đó thì anh em tự cân nhắc khi mà trước khi coi xe. Đời 2006 thì tất nhiên là trang bị bơm piston nha anh em. Đây, cái này là cái đặc biệt của thằng Hitachi nè. Nó khi mà nó có đường búa nguyên bản á, thì ở đây nó sẽ có một cái gọi là chuyển đổi khi mà anh em sử dụng, tùy vào mục đích sử dụng. Đó, cái mũi tên này á mà chỉ đứng lên thì anh em sẽ xài cái cặp cát. Khi mà nó chỉ qua bên phải thì nó sẽ dùng búa đục. Đó, tại vì mình đang lắp búa đục là mình chuyển nó qua bên phải nha anh em. Đó, còn nếu mà xài cặp cát thì có thể là áp nó nhẹ hơn thì nó sẽ chỉ mũi tên đứng lên. Rất là tiện, rất là gọi là thấu hiểu cho người dùng. Rồi. Con này thì đồng hồ điện tử. Đó đây. Tay lái con này thì tay lái ngắn nha anh em, đời 2006 mà. Đó. Rùa thỏ nè. Đó. Rồi đề nổ đi. Cho anh em nghe tiếng động cơ đi. Gan ti. Rồi cho nghe đi rồi quay một vòng máy nữa rồi thử máy cho anh em luôn. Rồi, xích sắt nãy nó rồi. Con này á, nó bình, nếu mà bình thường á em, mấy cái mui nó sẽ gắn cái mui khác nha. Còn thằng này mình không biết ở bên đó nó dùng như thế nào, nhưng mà nó gắn cái mui kiểu này thì rất là tiện cho anh em. Mưa nắng thì nó cũng đỡ hơn là cái mui mà chỉ có một cái chân đằng sau bắt lên. Còn cái này là mui bốn chân luôn. Cái này rất là chắc chắn. Ví dụ như anh em làm chỗ nguy hiểm, ví dụ có lật hay là gì á thì sẽ bảo vệ anh em tốt hơn. Còn cái mui kia nó sẽ không bảo vệ bạn.
tất cả xe này là đều nguyên bản hết nha anh em, không lai tạp, không có sửa chữa làm lại bất cứ cái thứ gì luôn. Quay cái tem không? Cái lắc không? Quay quay đó chứ rồi. Đó đúng, cái này là đúng theo nhà sản xuất nè. AX30U-4. Hydraulic excavator này là số khung. Đây là made in Japan. Thì như mình nói rồi, nó là AX30U-4 thì nó sẽ ngang đời với lại ZX30U-2 của Hitachi. Thì thằng này giống như là nó gọi là nó mua lại cái bản quyền của cái ZX30U-2. Đó, sau đó nó về nó dán cái tem của nó lên là Eman. Sau đó nó để thành cái đời -4, nhưng mà nó không khác nhau gì luôn nha anh em. Rồi quay cái búa luôn. Rồi. Ok anh em, thì này là cây búa lắp trên lắp cho máy 30 nha. Thường anh em gọi là máy 30 35 mà 0150 0175 gì đó. Đó thì cái búa này là búa nghi điện anh em. Nó là của hãng Furukawa. Cũng là một hãng chuyên sản xuất búa hàng đầu Nhật Bản luôn á. Furukawa F2. Đây là cái búa rin từ bển về luôn, chưa rã, chưa bung gì luôn. Chị thấy được chữ số F2 ở đây thôi. Có cái số khùng, cái số đóng nha, số khùng. Ở trong nhà này mới dùng khó thấy quá. Kiếm mà có cái gì không? Rồi không, nó không có tem, nó bị mất tem anh em. Rồi cái ông nó ngủ rồi. Rồi ok. Bây giờ tiến hành hoạt động xe nha anh em. Rồi ok anh em, bây giờ sẽ thử hoạt động những cái động tác cơ bản trước của nó ha. Đó thì nó đời gia xích thì độ lanh lẹ của nó thì anh em khỏi bàn rồi, thấy không. Bây giờ sẽ thử động tác cơ bản trước rồi sẽ đục búa sau. Đấy, đùi của nó nha anh em. Đang để mức ga thấp nhất của xe. Anh em đứng đây thì không biết có nghe được tiếng máy không? Ở ngoài thực tế thì nghe, nhưng mà nói chung là nó nhỏ lắm. Đấy. Gia xích thì nói chung nó hoạt động lẹ làng, nhanh nhẹ mà nhỏ gọn nữa. Rồi ok, bây giờ sẽ thử test đường búa nha anh em. Đó. Cực kỳ khỏe luôn anh em. Mấy con đá hôm bữa lấy con muốn làm đào á. Đụng nhẹ cái là bể liền. Đây con đá bự đây. Đục ở ngoài, đục vô. Rồi. Cục này nó hơi bự. Đấy. Cục này hơi dày nha anh em.
Đó. Đang chạy mức thỏ nha anh em. Đó, đó là rùa. Đục nát hết mấy cục này luôn đi. Mấy cục nhỏ nhỏ này nè. Ờ, cũng không được. Nó mấy khủng nhỏ nhỏ này thì nó tương đối là khỏe. Cục bự này coi, cục bự này coi. Khá bự anh em. Bự quá anh em, dày quá, đục không nổi. Đó. Rồi ok. Như vậy là anh em đã biết được cái sức phá búa rồi. Chúng có dàn ống giờ nữa. Ok, thì nãy giờ mà hoạt động búa thì gắn cái búa vô thì tất nhiên là hoạt động cái công suất nó phải cao hơn cái gầu rất là nhiều luôn ha. Đó, như anh em thấy là bê tông này, anh em biết là bê tông gì không? Bê tông lúc trước là có đổ thử nghiệm cái chân cầu kia kìa, đó, sau đó người ta móc lên là còn được mấy cục này nè. Đổ cái mác bê tông rất là cao nha anh em, mà anh em nhìn nó rất là dày, nó đục tảng to, mà cây này chỉ có không 1.5 thôi, xe này phải xe 30 thôi mà đục được cái bê tông cỡ đó nha, nên là cái búa rất là ok luôn. Thì hoạt động nãy giờ thì cho anh em coi lại là một cái clip kỹ nữa, cho anh em coi luôn cái đồng hồ nhiệt của xe. Hơi khó thấy, tại đồng hồ nó hơi mờ á, thấy không? Đâu bên trái á, đồng hồ mở đèn lên đây sai vạch hay sao á. Hai vạch chưa được một nửa. Anh em nó hơi mờ. Xe này thì rất là còn ok luôn, ok phát là chuyển xe liền được luôn, không có còn dọn dẹp gì, xích sắt thì nguyên bản rồi. Xem động cơ có ướt át gì không, có xì gì không luôn. Đó, khô rang anh em, rất là khô luôn, đời 2006 mà. Con này là cái dàn chân mà nãy quên nói, cái dàn chân nè, con này là dàn chân đúc nha anh em. Đó, cái này là dàn chân đúc nè, chứ không phải là hàng chấp nối nhiều.
như những cái đời trước nha. Con này những con đời cao của Hitachi, của con Komatsu sau này á đều là dàn chân đúc hết, anh em nhìn rất là chắc chắn luôn, nguyên khối không đó. Rồi thì cảm ơn anh em coi clip tới giờ này ha. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu cho anh em một con xe đào 30. Thì nếu mà anh em nào có nhu cầu sử dụng xe đào thì liên hệ số ở trên ngay góc dưới video nha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em.